Dạ thì bây giờ Thanh mời cả nhà cùng di chuyển trên con đường tỉnh lộ 759B Tổ ủy ban xã Hưng Phước để di chuyển vào trong lô đất Hôm nay Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình là mảnh đất kèm nhà hướng đông Và cách cái đường DT cũng như là ủy ban xã của mình ở đây là 1,7 km nha quý cô chú anh chị mình Dạ thì mảnh đất kèm nhà của mình ở đây sẽ được là 28 m Mặt tiền đường lộ nhựa liên xã rộng lớn Chiều sâu hai cạnh sẽ được là 166 và 184 Tổng diện tích của mình sẽ được 4.484,6 mét vuông Chủ nhà bán lỗ 700 triệu Lúc mua là 1 tỷ 7 Bây giờ bán hết toàn bộ mảnh đất kèm nhà cùng với diện tích thanh quay và giới thiệu chỉ có đúng một tỷ thôi nha quý cô chú anh chị mình bây giờ em mời cả nhà cùng đi di chuyển và tham khảo con đường cũng như khu dân cư cùng với em luôn nha Dạ thì vừa rồi là Thanh đã di chuyển cái con đường tổ ủy ban xã của Hưng Phước vào trong cái lô đất hôm nay Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem là mảnh đất kèm nhà hướng đông được chính chủ gửi bên Thanh quay bán sẽ có cái mặt tiền đường nhựa của Thanh đang quay đây là 28 m sâu xuống một cạnh là 166 và một cạnh là 184 tổng diện tích của mình sẽ được 4.480 m vuông đó và hướng lô đất của mình ở đây là hướng đông Đất của mình ở đây là cao hơn mặt tiền đường Dạ thì cái con đường trước mặt của quý màn hình mình đang theo dõi Sẽ là đường liên xã, liên huyện Dẫn từ xã này qua xã khác Ở đây là có cáp điện, wifi là đầy đủ Từ đây mình sẽ di chuyển là sẽ ra tới ngã ba Ở đó sẽ có những hàng quán tạp hóa Cung cấp đồ ăn, nhu cầu thiết yếu cho người dân của mình Đó và hôm nay Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem một mảnh đất có nhà, cửa, điện, giếng nước đầy đủ Thì là cái con đường đây là Thanh vừa di chuyển từ ngoài quốc lộ vào cho cả nhà mình cùng xem ha từ từ cái ngoài đường DT của mình di chuyển vào đây sẽ là 1,7 km Nằm ngay trên cái mặt tiền trục chính của cái đường lộ nhựa Thanh Năng Quay và giới thiệu đây Ở đây là khu dân cư và đất của mình là cao hơn đường à, Lô đất Thanh Quay đây là tính từ cái vị trí đầu tiên đây nha quý cô chú anh chị mình từ cái vị trí đây của mình chạy ngang cái mặt tiền này của mình sẽ là được 28 m Bây giờ Thanh sẽ di chuyển 28 m mặt tiền để quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem Dạ thì trong thời gian theo dõi quý khách hàng của mình cảm thấy cái lô đất Thanh đang quay đây phù hợp Thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 Dạ thì những quý khách hàng theo dõi và quan tâm cũng như tham khảo và ủng hộ kênh của em thì trong thời gian theo dõi Thành rất mong được sự quan tâm của cả nhà bằng một nốt like và nốt đăng ký để đón nhận những video Thành quay và đăng lên hàng ngày để cho cả nhà mình cùng tham khảo nha đây này cả nhà đây là cái vị trí thứ hai là cái vị trí là 28m mặt tiền của mình đó, đây là toàn bộ 28 mét Thanh vừa di chuyển từ đầu kia lại ha Và đường của mình ở đây là thẳng tắp luôn Còn đất của mình cao hơn mặt tiền đường Khoảng là từ 1 mét tới 1 mét rưỡi Và trên lô đất của mình thì có trồng cao su cùng với nhà Bây giờ em sẽ di chuyển lên trên để quay cho cả nhà mình cùng xem Đó, lô đất của mình rất chi là cao giáo luôn nha quý cô chú anh chị thì với cái nguồn đất thanh năng quay và giới thiệu đây chủ nhà mong muốn bán hết là một tỷ bao sổ sách pháp lý rõ ràng cho quý cô chú anh chị của mình cả nhà lên sẽ được gặp chính chủ và trao đổi về giá cả cũng như sổ sách luôn lô đất kèm nhà thanh năng quay và giới thiệu sẽ nằm tại ấp tân lập xã phước thiện huyện bù đốp tỉnh bình phước chiều ngang mặt tiền là 28 chiều sâu hai cạnh là 166 và 184 tổng diện tích là 4.486,6 m Vuông. Bây giờ Thanh sẽ quay và di chuyển cho cả nhà mình cùng xem nha. Bước vào đầu tiên của cái mảnh đất kèm nhà Thanh quay là ở đây đường của mình đã làm và có cái đường cống thoát nước phía trước của mình luôn. Thì nếu quý khách hàng của mình mà có làm đường xe ô tô hoặc xe honda di chuyển vào thì mình sẽ làm một cái tấm đan ở đây nha hoặc là mình đặt cái gì để đảm bảo kiên cố cho mình có một con đường để đi vào trong nhà của mình. Còn bây giờ Thanh sẽ bước qua để mình đi vào ha. Đó, đất của mình là cao hơn đường, thì do căn nhà của mình đã là chủ nhà có hai ba căn nhà, nên là hiện tại căn nhà đây là chỉ có à, gọi như là à, lâu lâu là mình đến lúc mà cạo mũ này nghỉ ngơi thôi hoặc là cho mướn ha. Còn bây giờ á là chủ nhà đang ở ngay ở ngoài đường DT chỗ ủy ban xã Thanh Quay á. Khi quý khách hàng lên sẽ được gặp chính chủ trao đổi về sổ sách rõ ràng hơn nha. Đây cả nhà mình này Cái cặp danh đây là giáp với cái nhà hàng xóm kế bên Tiêu của cô chú ở kế bên đây Còn từ đây của mình là danh giới chạy thẳng xuống Cái cạnh đây của mình sẽ là 166 mét ha Khi quý khách hàng lên thì mình sẽ có địa chính cùng bên em Cùng với chủ nhà Xác minh đo đạc lại là đúng đất Đúng vị trí, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên Và giao danh giới mốc đầy đủ cho quý cô chú anh chị của mình và trong cái quá trình mua bán nếu mình đã thông thạo về như là à, giấy tờ này pháp lý sổ sách rõ ràng thì sẽ gặp nhau tại văn phòng công chứng ở đó mình sẽ có được cầm một bản photo mua bán giữa khách và chủ cùng với một cái tờ giấy hẹn của văn phòng ngày tháng lấy sổ rõ ràng cho quý khách hàng của mình nha. cao su đây của mình là cạo đục các cả nhà mà chủ nhà cũng giống như là hầu như là không có cạo nữa thì để, để cỏ cũng là tương đối tốt phía sau đây của mình là có chân bồn nha không có bồn nước chỉ có chân bồn thôi và giếng của mình ở đây là giếng khoan nha quý cô chú anh chị mình thanh sẽ di chuyển sang bên đây để chỉ cái cặp danh bên đây cho cả nhà mình cùng xem ha Đây là cái cặp danh mà cái phía đầu đường lúc thanh chỉ là cái điểm đầu tiên là 28 m và chạy cặp uh, cái danh đây của mình là có một cái đường cặp danh rất chi là rõ ràng thì cái cạnh này của mình là 186 m nha cả nhà cái căn nhà của mình quý khách hàng của mình quan sát thế này sẽ nắm rõ được là sẽ có một phòng khách hai phòng ngủ nhà tắm nhà vệ sinh là đầy đủ thì do chủ nhà ở ngoài đường dt buôn bán nên là sẽ không mở cửa cho thanh quay được thanh xin phép là quay cái mặt bằng xung quanh và sơ lược trong căn nhà thì căn nhà của mình ở đây đó là ở ngoài là chưa có tô sơn gì ha chị mới xây và gọi là nhà cửa rộng rãi thoáng để hoàn thiện là cũng chị mới được cái khung còn về trang trí là cũng cũng rất là đơn giản nha quý cô chú anh chị mình đó bây giờ em sẽ di chuyển ra cái phía sau cho cả nhà mình cùng xem mặt bằng lô đất của mình ở đây thì khi bước vào là cao hơn đường là 1 mét còn khi bước lên cái mặt bằng ở đây thì đất của mình là bằng phẳng nha cả nhà mình không nhấp nhô không gồ ghề không chiền róc gì luôn cả nhà mình ơi đó còn đây là cái phía sau đuôi cái căn nhà của mình đây là toàn bộ chủ nhà sẽ để lại toàn bộ cái hiện trạng lô đất thanh quay Là sẽ có nhà cửa, điện, giếng và để lại toàn bộ cái cao su đằng sau cho mình nha cả nhà Thì quý khách hàng của mình đang theo dõi một nguồn đất mảnh đất kèm nhà Nằm tại vị trí là ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Cách đường DT của mình sẽ giao động vào là 1,7 km Còn cách thành phố Hồ Chí Minh của mình là 160 km Cách Bình Dương của mình là 113 km và gần hơn là thị xã Đồng Xoài của mình thì dao động vào khoảng từ 70 tới 80 km nha quý cô chú anh chị mình. Đó là thanh đang di chuyển xuống cái đuôi này. Cả nhà mình ơi thì đuôi của mình là sẽ giáp với cái vườn cao su kế bên cũng như là cái vườn tiêu, ranh giới rất chi là rõ ràng nha. Cả nhà mình nhìn cái này là sẽ rõ giúp thanh này. Đó từ đây mình chạy thẳng xuống dưới bây giờ em sẽ đi xuống cả nhà cùng chịu khó theo dõi với em nha dạ thì đây là thanh đã di chuyển tới cái cặp danh ở phía sau này Em di chuyển ra đây cho cả nhà mình nhìn thông thoáng hơn Đây là cái danh cuối cùng của mình nha quý cô chú anh chị Thì từ đây chạy thẳng lên là cả nhà mình vẫn quan sát được một cái hàng danh giới thoáng rộng Từ đây của mình thì chạy ngang qua là sẽ chạm với cái vườn chuối của nhà hàng xóm kế bên Còn cặp hông của mình thì sẽ có cái vườn tiêu của nhà hàng xóm kế bên luôn Đó và Thanh đã di chuyển từ ở ngoài mặt tiền lộ nhựa liên xã Chạy dài hai cạnh của mình là cạnh bên kia là 166 Và cạnh bên đây là 186 m với tổng cái diện tích lô đất của mình ở đây là được 4.486,6 m2 mặt tiền đường của mình ở đây là mặt tiền đường phun hồng đăng ký thổ cư được liền nha quý khách hàng của mình sổ của mình ở đây là bìa màu hồng pháp lý rõ ràng hình thức sử dụng là đất trồng cây lâu năm nha quý cô chú anh chị mình đó Dạ thì nãy giờ Thanh cũng đã di chuyển từ trong ra ngoài cũng như là đầu đuôi danh giới của mảnh đất kèm nhà hướng đông Em quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng tham khảo Với thời điểm hiện tại chủ nhà là bán lỗ là 700 triệu nha quý cô chú anh chị mình Lúc mà chủ nhà mình mua đó là 1 tỷ 7 Và bây giờ là bán lỗ 700 triệu chỉ bán đúng 1 tỷ thôi Đó thì cả nhà mình cân nhắc cái nguồn đất Thanh đang quay và giới thiệu đây cảm thấy phù hợp thì liên hệ cho em nha còn như cả nhà mình mà cảm thấy chưa có phù hợp á em rất mong cả nhà bấm trực tiếp vào trong kênh của em là đỗ thanh nhà đất bình phước trong kênh của em á là em quay rất nhiều nguồn đất từ đất nền này đất xào đất kèm nhà và từ tài chính hơn 100 hoặc là từ 100 trở lên là bao nhiêu em cũng có nha đó thì em sẽ rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị mình dạ thì nãy giờ thanh cũng đã di chuyển đầu đuôi cũng như là sơ lược được cái nguồn đất em quay và giới thiệu cho cả nhà mình ha đến đây thì thanh xin phép tạm dừng video tại đây em cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em nha